Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục Mẹ Nhỏ Niềm Vui Lớn. Các bạn thân mến, bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm thì chăm sóc da bằng các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên luôn luôn được các chị em duy trì. Bởi vì nó không chỉ giúp cho làn da tươi trẻ mà còn rất an toàn cho làn da nhạy cảm. Trong chuyên mục Mẹo Nhỏ Niềm Vui Lớn ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những mẹo nhỏ nhưng thật hữu ích trong việc áp dụng những phương pháp làm đẹp mỗi ngày. Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi để có thể chăm sóc làn da bằng một phương pháp đơn giản, hữu hiệu và tự nhiên nhất. Tham gia chuyên mục Mẹo Nhỏ Niềm Vui Lớn ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu chị Thanh Mai, Giám đốc Mỹ viện BB Thanh Mai. Xin chào chị ạ. Chào Diệp và rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Thưa chị, thói quen nào giúp cho làn da của chúng ta luôn tươi trẻ và căng bóng ạ? Thực ra sẽ có một số thói quen mà chúng ta cũng nên lưu ý. Đầu tiên là chúng ta khi ra đường là luôn luôn phải có kem chống nắng để giúp cho những tia tử ngoại nó không ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ là khi bôi kem chống nắng thì chúng ta bôi 30 phút trước khi chúng ta ra đường, chứ không phải là chúng ta bôi một cái là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã được bảo vệ đâu. Phải trước 30 phút thì lúc đó kem nó mới gọi là có những cái tác dụng để chúng ta bảo vệ được làn da của mình. Và sau chừng 2 đến 3 tiếng chúng lại lặp lại một lần nữa, bởi vì với cái quá trình chúng ta di chuyển rồi mồ hôi rồi đồng thời là cũng bị phôi phai nhiều cái phần kem chống nắng, cho đó là chúng ta cũng phải lặp lại một lần nữa. Rồi chúng ta cũng đừng quên một cái vật rất là quan trọng, vừa làm đẹp cho mình trang trí nhưng bảo vệ đôi mắt của chúng ta, đó là mắt kính. Mắt kính chúng ta nên lựa cái bản bự thì tốt cho mắt của mình và cũng giúp cho đôi mắt của chúng ta không bị nhăn. Vì nếu như chúng ta ăn nắng chói chang là thường thường chúng ta hay khuyên là nheo mắt. Với cái hành động nheo như vậy thì tạo những cái đường nhăn ở nếp vết chân chim nơi đôi mắt của mình. Do đó đeo mắt kính là một cái phương pháp hữu hiệu để bảo vệ đôi mắt của chúng ta, cũng giống như là chúng ta giảm bớt cái nếp nhăn được hình thành sớm. Ngoài ra chúng ta cũng còn những cái yếu tố khác mà chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như chúng ta ngủ đủ giấc. Giấc ngủ rất là quan trọng. Chắc hẳn quý vị cũng đã từng mất ngủ và đều thấy được rằng là sau một đêm mà chúng ta không ngủ trọn vẹn thì chắc chắn là chúng ta cảm thấy phờ phạc hơn, người mệt mỏi hơn rất là nhiều. Thì dù cho chúng ta có ăn cao lương mỹ vị hay là bôi những loại kem đắt tiền đi nữa thì cũng không thể nào có thể hồi phục được. Và đồng thời là chúng ta cũng phải giữ cho cái trạng thái cảm xúc của chúng ta luôn bình ổn, tránh cái trường hợp mà chúng ta nheo mày rồi cau mắt hoặc là chúng ta biểu lộ cảm xúc một cách thái quá. Lâu ngày thì nó sẽ hình thành những nếp nhăn sâu và chưa kể là nó cũng ảnh hưởng cái tâm lý của mình. Về vấn đề về ăn uống là làm thế nào chúng ta cân bằng, một ngày chúng ta cần khoảng độ trung bình là 1.500-2.000 kcal để chúng ta nạp năng lượng cho nó phù hợp. Và chú ý là ăn nhiều trái rau xanh, trái cây, củ quả, và chúng ta bớt đi lượng bột này, đường này, chất béo này. Đương nhiên vẫn phải có một phần chất béo nhưng chúng ta đừng có gọi là sa đà quá mà sẽ không tốt cho cơ thể một chút nào hết. Vâng chị, ngoài cái việc là rèn luyện một cái thói quen sinh hoạt và chăm sóc da như chị vừa trình bày, thì ngoài ra chị có những cái lời khuyên, những cái mẹo vặt nho nhỏ nào mà giúp cho các chị em phụ nữ chúng ta có thể cải thiện làn da và trở nên tự tin hơn với lại làn da tươi đẹp của mình? Chúng ta cũng có thể sử dụng ngay tại ngôi nhà của chúng ta với những cái nguyên vật liệu hoặc là những cái trái cây có sẵn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng một ít olive với lại giấm và đường nâu. Chúng ta trộn cái hỗn hợp này lại rồi chúng ta sẽ đắp lên cái vùng mặt của mình. Khoảng độ chừng 15-20 phút chúng ta rửa mặt lại thì cái công thức này sẽ giúp cho làn da của chúng ta tươi sáng. Rồi cũng có những cái phương pháp khác, đó là chúng ta lấy lòng trắng trứng gà cộng với lại một ít kem dưỡng ẩm, rồi bột nghệ và một thìa mật ong, tất cả chúng ta trộn cái hỗn hợp này cho sền sệt, rồi chúng ta đắp lên mặt khoảng 30 phút, sau đó chúng ta rửa lại, có thể bằng nước ấm. Và công thức này thì giúp cho da chúng ta căng hơn. Ngay cả lòng trắng trứng gà khi chúng ta bôi lên thì quý vị thấy là cái cảm giác nó cũng căng căng trên da mặt rồi. Thì chúng ta có thể lặp lại một tuần hai lần. Đây là một cái công thức mặt nạ để có thể giúp cho phục hồi cho làn da của chúng ta. Hy vọng rằng quý vị sẽ có làn da như ý. Rõ ràng là không quá khó để chúng ta có thể sở hữu một làn da tươi sáng và hoàn toàn tự tin, đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng áp dụng những phương pháp mà chị Thanh Mai đã hướng dẫn vừa rồi. Không dịp tin chắc rằng quý vị sẽ nhanh chóng giữ được sự tươi trẻ của làn da và tự tin hơn trước mặt mọi người. Thời lượng của chương trình cũng đã hết. Ngọc Diệp xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Viên Uống Hoa Thiên đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ Thanh Mai và Ngọc Diệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị.